bạn thì vô có vẻ là các bạn sẽ thấy mình khá là khác so với vlog 1 bởi vì mình đã lên 10kg. Thật sự là hiện tại mình đang gọi là siêu béo luôn. Nhưng mà nói chung thì cũng đẹp trai, you know man. Như các bạn biết thì đây chính là nút bạc. Và mình còn có một thứ còn bự hơn nó nữa. Đó chính là nút vàng. What the hell man. Thì hôm nay mình sẽ trả lời những câu hỏi mà các bạn hỏi mình nhiều nhất. Đầu tiên đó chính là anh và Chí Dũng là một đúng không ạ? Thì thật ra mình chính là ok, với câu hỏi thứ hai đó chính là tại sao anh làm video hay vậy? Chắc là do anh đẹp trai đó. Ok, đến với câu hỏi tiếp theo đó chính là anh có người yêu chưa? Mày giỡn mặt với Spider-Man hả mày? Từ ngày đến tối chỉ lên mạng xịt xói và nói tao không làm được.